Thủ tướng kỷ luật hai phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật với ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, và ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Hai Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, tại kết luận kỳ họp thứ 23 hồi cuối tháng 11 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Những vi phạm, khuyết điểm có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 đến 2026 và một số lãnh đạo, trong đó có ông Mai Hùng Dũng và ông Nguyễn Lộc Hà.